Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cuối giờ sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố trực tuyến với các ngành địa phương để chỉ đạo triển khai ứng phó với dịch bệnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đêm hôm qua cho đến sáng nay, Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19 liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm phát sinh từ ngày 10 tháng 7 đến nay. Trong đó, chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân làm nghề cắt tóc tại An Khê đã lây nhiễm 18 ca. Chuỗi lây nhiễm xuất phát từ bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 15 ca bệnh. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm liên quan đến công ty Việt Hòa đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại chuỗi này lên 27 ca. Doanh nghiệp này hiện đã dừng hoạt động trong vòng 14 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế và các ngành địa phương kiến nghị cần nhanh chóng có biện pháp mạnh để kịp thời khoanh vùng ngăn chặn dịch lây lan. Trong đó thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, phường An Khê và Thạc Giáng, quận Thanh Khê và công ty điện tử Việt Hòa. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành địa phương tập trung huy động tổng lực để khoanh vùng ngăn chặn dịch lây lan, trong đó tiếp tục tăng tốc điều tra dịch tễ, truy vết và đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Đối với các công nhân còn đang làm việc tại công ty điện tử Việt Hòa phải đảm bảo phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đối với hơn 1.300 công nhân đang cách ly tại nhà cũng như các công nhân khác của doanh nghiệp thì các địa phương cần phải giám sát chặt chẽ.